Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình vận hành chuyến xe khách từ Hamburg trở về bến xe Stuttgart tại nước Đức. Cũng như thường lệ mỗi khi vận hành xe khách thì mình cũng phải xử lý và kiểm tra tất cả hệ thống xi nhan rồi phanh còi để đảm bảo chuyến hành trình của chúng ta được an toàn nhất. Đây là xe của mình đã vận hành và di chuyển vào bến đỗ để đón những vị khách đang chờ đợi cuộc hành trình mới này. Các bạn cũng đã quan sát thấy là cái tên biển hiệu xe của công ty GNRI, công ty chuyên làm về ngành năng lượng, nhưng mà hôm nay thì chuyển sang lĩnh vực kinh doanh mới là vận hành xe khách. Trong cuộc hành trình trở về bến xe từ Hamburg đến Stuttgart là có 25 vị khách, ít hơn 3 vị khách so với chuyến vận hành lần trước. Bạn cũng đã quan sát thấy cái nội thất bên trong xe của mình rất là hiện đại, một chiếc xe rất hiện đại, và bây giờ mình sẽ bật một đoạn nhạc cho mọi hành khách chúng ta cùng thưởng thức. Xe của mình đang vận hành từ bến ra ngoài đường, và đây là khu đường Vendô, khu đường mà các bạn theo quan sát thấy là rất nhiều cỏ cây hoa lá, con đường rất là đẹp. Mình có cảm giác là tuyến đường đi về lần này gặp rất nhiều chuyến xe đi ngược chiều. Như cái lần trước mình vận hành thì gặp rất là ít xe trên đường, nhưng lần này mình cảm thấy gặp rất là nhiều xe nên mình phải lái xe để chú ý an toàn, không rất dễ xảy ra va chạm. Khi mình lái xe ở bên nước Đức thì mình hay bật nhạc về ca khúc về quê hương, hay nghe để cho nó giảm bớt cái nỗi nhớ nhà. Mình thấy nhạc Việt Nam mình nghe nó ý nghĩa hơn nhiều so với dòng nhạc hiện đại bên nước Đức. Chỉ dẫn cho chúng ta thấy là cái đoạn đường này cũng đang trở nên xấu, đường nứt. Giới hạn tốc độ họ cho phép phải đi 30 km/h đây, không thể đi nhanh hơn được. Đường rất là xấu nên mình phải đi chậm để đảm bảo an toàn cho hành khách của chúng ta. Trước mắt chúng ta là trạm đổ xăng, mình sẽ ghé qua đây để tiếp nhiên liệu và cho hành khách của chúng ta nghỉ ngơi và có thể ăn uống thêm. Giấc mơ
Theo lịch trình vận hành xe buýt của mình thì cứ mỗi trạm mà dừng chân thì các vị khách quý của chúng ta sẽ xuống nghỉ ngơi khoảng 5 phút và sau đó lại lên xe để đi tiếp. Vừa là cái thời gian nghỉ ngơi 5 phút đã kết thúc và các vị khách của chúng ta đã dần trở lại xe buýt. Quan sát thấy là lần này có thể chưa là giới tính hơi nhiều. Đấy, chỉ có một cô nữ và rất nhiều vị khách nam. Oh my god, trời ơi nguy hiểm quá. Chút nữa thôi là va chạm với chiếc xe container đầu kéo rồi. Đây các bạn quan sát thấy là cái hướng đi chiều về từ Hamburg đến Stuttgart, mình gặp rất nhiều chiếc xe ngược chiều. Do vậy mình phải giảm tốc độ, dù đường xấu và mình để đảm bảo an toàn với khách thì mình phải hết sức là chú ý vào cái tay lái của mình, quan sát cẩn thận. Vậy là chuyến xe hành trình chúng ta đã chuẩn bị đi ra đường cao tốc của các bạn hãy không còn phải đi vào con đường ven đô nhỏ hẹp và gặp những chuyến xe ngược chiều rất là nguy hiểm. Chúng ta ra đường cao tốc này thì làn đường to đẹp rộng hơn, chúng ta có thể đi tốc độ cao từ 80 đến 100 km/h mà không sợ va chạm để đảm bảo an toàn cho vị khách chúng ta của hành trình mới này. Và chắc chắn là chuyến xe này chúng ta sẽ đưa cả những vị khách về bến đỗ an toàn thường lộ Bình An luôn. Lái xe vào buổi sáng bên này thời tiết hơi âm u, có sương mù rất nhiều nhưng mà mình phải bật đèn sáng để cho trên lái xe và quan sát đảm bảo an toàn hơn. Vậy là xe của mình sẽ đến trạm dừng chân tiếp theo để cho quý vị khách của chúng ta xuống đi vệ sinh và ăn thêm đồ ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe cho cái cuộc hành trình tiếp theo này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng chẳng mà nên duyên hẹn Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Cái công trình giao thông của họ xây dựng rất là đẹp, hiện đại. Mặc dù là những khu vực mình đang lái xe này thì có những cái đồi núi, nhưng mà họ vẫn xây dựng những đường cao tốc phải nói là đứng hàng đầu thế giới rồi, rất là thuận tiện cho người vận hành lái xe khách như mình. Trước mắt chúng ta là một con đường hầm xuyên qua núi, giống như cái đường hầm ở đèo Hải Vân ở Việt Nam bên mình. Mình thấy đường hầm này trên bản đồ là dài hơn 1 cây số, được xây dựng rất là hiện đại, đẹp nhất ở thế giới luôn. Mình đang cho chiếc xe của mình đến cái trạm xăng tiếp theo này. Còn mình sẽ đổ thêm xăng cho chiếc xe buýt. Và cũng đồng thời là lần đầu tiên sử dụng cái hệ thống rửa xe tự động. Các bạn sẽ quan sát xem cái hệ thống rửa xe tự động này nó sẽ hiện đại đến mức độ như nào nhé. Ôi trời ơi, phải nói là cái hệ thống rửa xe tự động này quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát thấy là hệ thống rửa xe này mà các vị khách của chúng ta vẫn ngồi yên trên xe, không phải xuống xe, mà vẫn đảm bảo nước không dính vào người, ướt. Đấy, phải nói là quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, quá là đen. Vừa mới cho xe rửa sạch sẽ xong thì bị gặp trời mưa này.
Thì lúc này lại bằng hòa thôi các bạn. Đấy. Thì là đen quá thôi. Lúc này trời đổ một cơn mưa rào rất là to các bạn đấy, phải cho xe vận hành cái cạt cản nước liên tục mà mưa vẫn xối xả rất là khó quan sát, mình phải đi chậm lại chứ không thể đi nhanh khi một đoạn đường mưa to rất là trơn như này, rất dễ xảy ra sự cố, nên đảm bảo an toàn cho các vị khách quý chúng ta là trên hết, phải đi chậm và quan sát kỹ càng. Vậy là xe của mình đã đến trạm dừng chân tiếp theo dành cho các chuyến hành trình xe buýt đi đường dài, và mình sẽ chờ đợi các vị khách chúng ta nghỉ ngơi và ăn uống thêm bữa tối ở đây. Đây là thời gian nghỉ ngơi giữa các cái chặng đường 5 phút đã hết và chúng ta chuẩn bị thôi. Let's go! Khi mình bật nhạc những ca khúc dân ca về quê hương Việt Nam thì những khách trên xe buýt tại nước Đức này tuy họ không hiểu tiếng của mình nhưng mà họ nghe nhạc họ cảm thấy rất là hay, và họ hỏi mình là dòng nhạc gì mà nghe rất là tha thiết như vậy. Vậy là chuyến hành trình trở về từ bến xe Hamburg đến bến xe Stuttgart đã đi được 2/3 quãng đường rồi. Đấy. Bây giờ mình đã đi chuyển xuống đường nhánh và lại trở về con đường Vendô, và hết cái đoạn đường cao tốc này thì các bạn thấy là đường bắt đầu nhỏ hẹp dần và rất là khó đi. Đấy, là đường 2 chiều lên con đường Vendô. Và cũng thời gian ngắn nữa thôi là sẽ trở về cái bến xe Stuttgart được an toàn. Đây các bạn quan sát thấy là cứ khi mà xe của mình di chuyển vào con đường Vendô này thì gặp rất nhiều chuyến xe đi ngược chiều, đấy, đủ các loại xe luôn, xe vận tải rồi xe khách rồi xe container đầu kéo, đấy, rất là phức tạp, mà lái xe phải lưu tâm chú ý an toàn để đảm bảo an toàn cho vị khách quý của chúng mình.
Vậy là mình sẽ cho xe dừng chân tại về bến đỗ gần bãi cây xăng này, cho các vị khách chúng ta xuống xe và ăn thêm để đảm bảo sức khỏe. Vậy là xe khách của mình đã vận hành đi xuống đêm. Bây giờ sẽ bắt đầu tăng tảng sáng rồi. Đấy, nhưng dễ quan sát lái xe hơn là đi trời tối. Lái xe rất dễ hay buồn ngủ. Đoạn đường Vendo này thực sự rất là xấu các bạn. Nếu quan sát thấy thì các bạn thấy là đường nứt nát rất kiểu ra, rồi ổ gà, ổ vịt rất là nhiều. Vậy mà muốn đi nhanh không thể đi nhanh được. Đảm bảo an toàn và giới hạn cho phép chỉ có 30 cây số thôi, mình phải tuân thủ. Còn bên nước nước này là luật giao thông họ rất là nghiêm, không thể chở quá tải, không thể chạy quá tốc độ được. Khi mà gây ra sự cố tai nạn trên đường, họ có thể cho bằng một vài năm mà vĩnh viễn luôn. Đây là cuộc hành trình vận hành chở vị khách của chúng ta từ bến xe Hamburg về Stuttgart sang đến bến đỗ an toàn này các bạn. Đấy. Bây giờ xe đang di chuyển vào khu trung cư đô thị, cũng là nơi cần nên về bãi đỗ xe của mình. Đây là xe của mình sẽ rẽ phải và trở về bến Stuttgart rồi các bạn. Đấy. Trước mặt chúng ta là một bến xe Stuttgart của hãng xe Đức Terminal, hãng xe nổi tiếng của thế giới. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.